Xin chào tất cả các em. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu đến các em nội dung của bài học số 2 trong chương trình tiếng Anh lớp 9 với chủ đề là clothing. Và chúng ta được biết đến từ clothing là về trang phục hoặc là những cái phục vụ quần áo. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu bài học đầu tiên Getting Started với một số trang phục truyền thống của một số quốc gia trên thế giới. Các em hãy quan sát lên màn hình. Ở đây là hình ảnh mà cô trích dẫn từ trong sách giáo khoa. Tuy nhiên thì trong sách giáo khoa các em là hình vẽ. Còn đây là hình ảnh thật cô muốn lấy cho các em xem để chúng ta có thể hình dung được những cái bộ trang phục này và dễ dàng đoán được nó đến từ đất nước nào ha. Và nội dung yêu cầu của bài này là gì đây? Look at the dress the people are wearing. Decide where each person comes from. Vậy thì chúng ta hãy quan sát lên những cái bộ trang phục này và đoán xem là những người này đến từ đất nước nào. Ở trong sách giáo khoa của các em, người ta không có đưa tên gọi của những bộ trang phục trên đây, mà cô sẽ giới thiệu cho chúng ta biết được những cái trang phục này để chúng ta đoán được xem là họ đến từ quốc gia nào nhé. Ở đây cô có 6 tên gọi của 6 trang phục và nó không theo thứ tự ở các cái hình này. Bây giờ cô sẽ giới thiệu từng cái ha. Từ đầu tiên là từ veil, okay. Veil là cái mạng che mặt hay là cái khăn trùm che mặt đó. Kimono là bộ trang phục kimono truyền thống của đất nước Nhật, chúng ta đều biết rồi. Áo dài là trang phục của Việt Nam, đúng không nào, cho phụ nữ Việt Nam. Rồi cô có trang phục tên là sari, okay. Sari là bộ trang phục truyền thống của người Hindu. Hindu hay còn gọi là Ấn Độ giáo á, thì chúng ta có thể đoán được trong bức tranh này là cái vị trí nào rồi ha. Jeans rất là quen thuộc rồi, chúng ta cũng có sử dụng trang phục này. Và từ kilt, okay. Kilt là một bộ trang phục truyền thống của người Scotland, okay. Scotland. Thì chúng ta sẽ đi vào phần nối những cái tên gọi ở những trang phục này với những cái hình ảnh ở trên màn hình của cô. Bây giờ từ đầu tiên cô đã gợi ý cho chúng ta từ veil là cái mạng che mặt. Vậy thì nó sẽ nối xuống bức hình F, đúng không nào? Đây là một người phụ nữ theo ở vùng Trung Đông chẳng hạn ha. Theo dự đoán của mình, theo kiến thức lịch địa lý của chúng ta được biết, thì ở những quốc gia vùng Trung Đông, người phụ nữ họ hay dùng mạng che mặt, đúng không nào? Rồi, kimono là trang phục của Nhật Bản, đó chính là bức tranh đầu tiên của chúng ta, được chưa? Áo dài, đó chính là bức tranh B. Rồi, như cô đã giới thiệu, từ sari là trang phục sari của người Ấn Độ giáo. Vậy thì các em thử đoán xem trong này bức tranh nào nó sẽ phù hợp đây. Đó chính là bức tranh D ha. Sari chính là bộ trang phục này. Jeans thì rất là quen thuộc rồi, nó sẽ nối với bức tranh E. Và cuối cùng, kilt là bộ trang phục truyền thống của người Scotland. Nó chính là bức tranh C. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành để hỏi đáp với bạn bè mình để nói ra xem những cái người này họ đến từ đất nước nào. Như bức hình đầu tiên, cô sẽ lấy ví dụ cho chúng ta ở đây. Where does she come from? She comes from Vietnam. Why do you know that? Because she is wearing the outside. Okay. Đó chính là cái đoạn hội thoại mà chúng ta sẽ phải thực hành với bạn bè mình, hỏi và trả lời những cái trang phục này để đoán xem những người này đến từ đất nước nào. Tiếp theo, đây chính là kilt, a kilt, and he's from Scotland. Okay. Chúng ta sẽ đặt một đoạn hội thoại như sau. Where does he come from? He comes from Scotland. Why do you know that? Because he wearing a kilt, okay? A kilt. Đó chính là cái gợi ý thứ hai của cô đối với bộ trang phục của người Scotland, bộ trang phục kilt. Tiếp theo, ở đây cô đã có gợi ý sẵn đất nước và cái trang phục ở trên cái hình ảnh tương tự rồi, thì chúng ta sẽ lại đặt ra những tình huống, những cái đoạn hỏi đáp tương tự như hai bức tranh đầu tiên. Nào, hãy cùng đi vào phần thực hành nhé. Where does she come from? She comes from India.
Ok, cô ấy đến từ đất nước Ấn Độ đúng không nào? Sari, trang phục của người Ấn Độ giáo, thật chính là trang phục của người Ấn Độ ở đây. Why do you know that? Because she's wearing a sari. Và tiếp theo là hình ảnh của người phụ nữ Nhật Bản đúng không nào? Where does she come from? She comes from Japan. Why do you know that? Because she's wearing a kimono. Ok. Tiếp theo là hình ảnh của người đàn ông này mặc quần áo jean đúng không nào? Chúng ta có thể nhận ra đây trang phục của người cao bồi ha. Chúng ta gọi theo tiếng Việt của mình gọi là cao bồi, nhưng mà tên trong tiếng Anh người ta gọi là cowboy. Ok, thì chúng ta sẽ có một bài tìm hiểu về trang phục jean. Nó xuất phát từ nguồn gốc như thế nào? Còn trong bộ trang phục này thì chúng ta đoán được là anh ấy đến từ đất nước Mỹ, đúng không nào? The USA. Chúng ta sẽ hỏi câu hỏi là gì? Where does he come from? He comes from the USA. Why do you know that? Because he is wearing jeans. Okay. And the last picture. Bức tranh cuối cùng của chúng ta là một người phụ nữ sử dụng mạng che mặt đúng không nào? Where does she come from? She comes from Arabia. Okay. Đây là đất nước Ả Rập, một trong những quốc gia thuộc vùng Trung Đông. Arabia. Why do you know that? Because she is wearing a veil. Okay. Như vậy là cô vừa mới giúp chúng ta tìm hiểu qua một số trang phục truyền thống của một số quốc gia trên thế giới. Hy vọng là với những cái thông tin này thì chúng ta có thêm cái kiến thức về những trang phục hoặc cũng văn hóa của một số quốc gia trên thế giới. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các em ở những video sau. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé!